Theo ông Trần Hoàng Quân, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2025, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến phát triển 2,5 triệu mét vuông sàn nhà ở xã hội, tương đương 35.000 căn, để góp phần đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho người thu nhập thấp. Tính từ năm 2006 đến năm 2020, thành phố đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 31 dự án nhà ở xã hội. Trong năm 2022, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư của 18 dự án, trong đó 10 dự án nhà ở xã hội và 2 khu lưu trú công nhân. Có 4 dự án nhà ở xã hội do doanh nghiệp thực hiện, có quy mô trên 3.300 căn tại quận Tân Phú và các huyện Củ Chi, Bình Chánh. Còn lại, 6 dự án nhà ở xã hội sử dụng quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở thương mại ở quận 7, thành phố Thủ Đức và các huyện Bình Chánh, Nhà Bè. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức Hoàng Tùng cho biết, có 5.500 lượng nhu cầu về nhà ở xã hội. Họ là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Trước mắt, dự án nhà ở xã hội phường Long Trường cung cấp khoảng 720 căn hộ. Giai đoạn 2021-2025, thành phố Thủ Đức phát triển thêm khoảng 8.000 căn hộ. Đến năm 2030 thì dự kiến sẽ có thêm 5.000 căn hộ nữa. Thì đây là những cái bước đầu hết sức quan trọng mà chúng tôi cũng đang đồng hành cùng với các nhà đầu tư, rất mong sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ cho cái nhu cầu của người dân thành phố Thủ Đức và người dân thành phố Hồ Chí Minh.